Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về mỹ từ pháp phần 3. Trong văn chương, người ta thường dùng những tiếng, những câu bóng bẩy, văn hoa để làm cho lời văn thêm đẹp. Đó là cách dùng Mỹ từ Pháp. Các nhà ngôn ngữ học gọi là biện pháp tu từ. Giới văn nhân thi sĩ gọi là cách dùng từ hoa. Từ hoa là từ đẹp, từ hay. Nếu biết dùng từ hoa đúng chỗ, thì nghệ thuật hành văn của ta sẽ ngày càng khởi sắc. Hai tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về Mỹ từ Pháp dạng liên tưởng. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về mỹ từ pháp dạng quan hệ tổ hợp. Mỹ từ pháp theo dạng quan hệ tổ hợp gồm có 15 loại. Hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu 5 loại mỹ từ pháp sau đây. Điệp ngữ, đồng nghĩa kép, tăng tiến, nói giảm và im lặng trước hết mỹ từ pháp điệp ngữ điệp ngữ là lập lại một cách có ý thức hai hay nhiều lần những từ những câu như nhau để gợi sự chú ý và bổ sung thêm thông tin thêm ý nghĩa thí dụ điệp ngữ nối tiếp em phải nói phải nói và phải nói phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần điệp ngữ cách quãng buồn trông cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa buồn trông ngọn nước mới xa hoa trôi man mác biết là về đâu buồn trông nội cỏ giàu giàu chân mây mặt đất một màu xanh xanh buồn trông gió cuốn mặt ruành ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi nguyễn du đã viết cái bài này lặp lại bốn lần chữ buồn trông chúng ta đến điệp ngữ vòng tròn thí dụ cùng trông lại mà cùng chẳng thấy thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Tiếp theo là điệp ngữ kiểu câu. Ơn Chúa đến từ những người thân yêu. Ơn Chúa đến từ những người độc ác. Ơn Chúa đến từ những người quyền thế. Ơn Chúa đến từ những kẻ hèn mọn. Ơn Chúa đến lúc thoải mái bình an. Ơn Chúa đến khi khổ đau hoạn nạn. Mỹ từ Pháp điệp ngữ là một từ hoa có tác dụng nghệ thuật rất cao. Nó nhắc nhở, thúc giục, gợi lên trong lòng người đọc một cảm giác lâng lâng dâng trào. Thứ hai là đồng nghĩa kép đồng nghĩa kép là phương thức lặp lại từ ngữ đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa để nhấn mạnh xoáy sâu vào một nội dung đồng nghĩa kép luôn được sự hỗ trợ của điểm ngữ thí dụ đắng cay như quả bồ hòn chát chua như quả sung non ngậm mồm thí dụ khác đối với những tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút sách, mại dâm, vân vân. Chẳng những chúng ta cần dứt khoát tránh xa mà còn thẳng tay bài trừ, kiên quyết xóa bỏ. Chúng ta bước sang Mỹ tử Pháp tăng tiến. Tăng tiến là sắp xếp các loại ngữ nghĩa có quan hệ gần gũi với nhau theo một trình tự từ nhỏ đến lớn, từ nông đến sâu, từ nhẹ đến mạnh, nhằm gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc. thí dụ, dì hào khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thở, dì thở ra nước mắt. thứ tư, mỹ từ pháp nói giảm nói giảm còn gọi là khinh ngữ tức là nói nhẹ đi còn gọi là uyển ngữ tức là nói vòng hoặc là nhã ngữ nói thanh nhã là phương thức diễn đạt tế nhị mà người nói không tiện nói ra vì sợ quá phũ phàng hoặc sợ xúc phạm đến người nghe nói giảm còn diễn đạt uyển chuyển nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn ghê sợ, hoặc tránh thô tục, thiếu lịch sự. Thí dụ, bà cụ nắm lấy tay em, rồi hai bà cháu vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng Đế. Ví dụ khác, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ, từ nay hóa trắng. Về chầu thượng đế hay là mẹ không còn, thay cho từ đã chết, để lời văn, lời thơ nhẹ nhàng bớt thương đau. Một ví dụ khác, thôi rồi một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về. Câu này chỉ người con gái đã lỡ một đời hoa. Tác giả dùng mỹ từ pháp nhã ngữ. Tức là nói cho thanh nhã. Thay vì nói cô gái không còn trinh tiết. Thì nói, thôi rồi một đóa trà mi. Con ong đã tỏ đường đi lối về. Thứ năm là im lặng. Im lặng là phương thức biểu đạt bằng cách bỏ trống để người nghe hay người đọc suy ra mà tự hiểu. Không cần diễn đạt bằng lời. Nó được thể hiện bằng dấu chấm lửng. Phương thức im lặng tạo ra hiệu quả bất ức, khó chịu, e thẹn hay là châm biếm đùa vui. Thí dụ, tình trong như đã mặt ngoài còn e thấy gái hồng nhan bỗng chốc mà hỏi thăm cô ấy chửa hay đà hình dung yểu điệu in như thể diện mạo phương phi ngỡ tưởng là các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về mỹ từ pháp theo dạng quan hệ tổ hợp sau đây chúng ta bước sang phần thực hành trong phần thực hành hôm nay tôi sẽ đưa ra các câu được viết dưới dạng mỹ từ pháp phần các bạn hãy xác định đó là mỹ từ pháp gì câu thứ nhất thân lươn đâu quản lấm đầu chút lòng trinh bạch từ sau xin chửa hai câu này nguyễn du dùng mỹ từ pháp nói giảng hai câu thơ trên là lời thưa của thúy kiều với tú bà sau lần vượt ngục mắc bẫy sở khanh kiều phải buộc lòng chấp nhận ra tiếp khách ở lầu xanh nếu nói thẳng ra ý đó thì thấy tủi nhục quá nên kiều mượn thân phận con lươn ẩn dụ để bộc lộ cái tình cảm đau đớn, xót xa, phải vùi dập tiếc hạnh của mình. Gọi là nói giảm. Câu số 2 Áo em thoang thoảng hương câu, áo em say đắm một màu trầm hương. Áo em ngày nhớ đêm thương, áo em chín nắng mười xuân anh chờ bốn câu thơ này Xuân Diệu đã dùng mỹ từ pháp điệp ngữ áo em được nhắc lại bốn lần câu thứ ba đâu có tình yêu thương ở đấy có đức Chúa trời đâu có lòng từ bi ở đấy có ân sủng người đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa cha nguồn vui bốn câu hát này vinh hạnh đã sử dụng điệp ngữ mà kiểu câu câu số bốn quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá hai câu thơ này sử dụng mỹ từ pháp đồng nghĩa kép. Câu số 5. Nửa chừng xuân thắt gãy cành thiên hương. Câu này Nguyễn Du sử dụng kỹ từ pháp nói giảm hoặc là nói tránh. Trong văn học cái chết có thể được miêu tả hình tượng hóa. Nghĩa là thay vì nói cô thiếu nữ còn trẻ tuổi mà đã chết thì Nguyễn Du nói nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Câu số 6 Ta muốn riết mây đưa và gió lượn. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Mấy câu thơ này Xuân Diệu đã dùng Mỹ từ Pháp điệp ngữ. Câu số 7 Vô phúc cho giáo xứ nào có ông cha sợ cả ngày nhăn nhó cái mặt vì họ sẽ được giáo huấn bằng sự nhăn nhó. Câu này linh mục nhân tài đã sử dụng mỹ từ pháp im lặng để châm biếm đùa vui. Câu số 8. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mãi nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Hai câu thơ này sử dụng điệp ngữ nhắc lại bốn lần chữ giữ. Sang câu số 9. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây man mát ngập ngồi lòng ta. Câu này Nguyễn Khuyến dùng Mỹ từ Pháp nói giảm. Thôi đã thôi rồi Thông báo một cái tin đột ngột Đau buồn Đồng thời cũng là một lời kêu tuyệt vọng Trước định mệnh phũ phàng Cuối cùng là câu số 10 Ai ơi còn nhớ ai không Trời mưa một mảnh áo bông che đầu Nào ai có tiếc ai đâu Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô. Tú xương đã sử dụng mỹ từ Pháp điệp ngữ, đó là chữ a. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui có tựa đề là Đôi vợ chồng trẻ. Ngày xưa ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Chồng thì làm vườn ở sau nhà, vợ thì nấu cơm ở trong bếp. Đến giờ cơm trưa, vợ muốn gọi chồng vào ăn cơm, nhưng mắc cỡ không dám gọi tên chồng, cũng chẳng dám gọi anh ơi vào ăn cơm. Cô vợ bẽn lẽn gọi: "Ai ơi, vào ăn cơm." Biết cô vợ mắc cỡ, anh chồng liền gẹo lại. Ai gọi ai đó? Cô vợ cũng chẳng vừa. Ai gọi ai chứ ai? Các bạn thấy không? Chỉ có chữ ai thôi mà lúc là vợ, lúc lại là chồng. Chữ nghĩa Việt Nam thật phong phú và ý nhị. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Mỹ từ Pháp phần 4. Mến chào, tạm biệt các bạn.